Rồi mình tăng xin chào tất cả các chú anh chị và mọi người ha. Thì chắc này là thả cái con vịt trâu ở dưới sông đó mọi người. Đó thì nó tấp vô chân chỗ trong đây nè. Để người ta xuống người ta mò á. Mò cái xác lên á. Vịt nó tiêu rồi. Nằm dưới mé ha. Dịch thì đang trốn ở trong đây nha mọi người. Ta đang tập trung ở đây rất là đông nè. Thấy không? Mất tiêu trong kia rồi. Ở dưới ghe thì nằm trong cỏ nè mọi người. Đó con bé này là chú cầm ở đó chú vớt lên đấy mọi người. Chưa nắng rồi, chở nó về đi. Đó toàn là chạy. Đó chạy xuống mé không trời. Phải giữ nó đó. Bữa nay là cho kiếm cái rồi. Không có chuyện này không mà bây có giờ chuyện không giống ai. 7 ngày 8 đêm mà còn gì. Nhưng mà nó lai hoài thì người ta phải xuống đây người ta mới ấy chứ. Không chết luôn chứ bọn đi kiếm đâu. Sáng nó hứa rồi nó không có lai nữa, chị yên tâm đừng có ba chùm nó, đợi nó đi. Nó ăn cho khỏe nó đi. À, đây là nhân vật chính chính luôn á. Phải con thu này té chồng nó chết rồi, bắt lôi nó lên cho đi luôn rồi.
ngủ đây luôn đó, cậu ngủ đây luôn đó, đây là nhân vật chính luôn á. Còn cầm nữa không Phạm ơi? Đúng mà, bán mấy trăm ngàn cũng gặp anh ứng được nữa rồi. Mấy chục ngàn, bán 90 ngàn, bán 400, 500 ngàn, bán lớn hoài luôn. Nó cũng gọi là ổng khổ nữa đó. Tại vì tụi nó chú không bán được. Mẹ ổng nói mà ổng biết kiếm bao nhiêu tiền thì mình biết. Tiền trong mình nó biết đâu. Mình làm cái cuộc kiếm này ta rồi. Ờ đâu, 2, 3 ngày, 2 ngày, cái gì còn thấy giờ ổng đâu. Bằng hồn với tôi mà đốt chị mượn được ngàn á, giấu mà mượn tao lấy tiền không mất thuốc ở trong không được. Bỏ ra bữa nay kết thúc chương trình nha. Chương trình đó thì chuyện này quá dài dài luôn rồi. Chương trình đại truyền hình đến đây là kết thúc. Kết đâu mấy ngày nay luôn. Bây giờ tôi nói với ông đi trốn mất một ngày. Bây giờ tôi nói ông nó cũng khổ lắm, nó cho cậu đúc mà bắt này nó khổ đi ra ngoài cho. Ừ nó chướng ra ngoài rồi mà ông mà nam đâu nam thì nó vô, nam nó vô nó chướng nó chảy ra. Không có nước nó là nam mà đâu. Vẫn chín mà qua chiếc cạn nó niễn niễn qua bên gì không bay. Trời ơi đi kiếm hôm qua là hôm kia chứ. Hôm kia là tôi đi kiếm xuống nó tới kinh cục của tính là hoành hoành đi ra biển luôn, nó đóng cống lại rồi đâu đi được. Hoành lại kiếm thấy chặt nó không có. Có đâu, nếu mà nó gai ra được cậu đúc nó không đi vô vườn mua quyền đâu Tâm ơi. Đâu có em tính là đi ngô quyền rồi mình ra kinh cục đi ra biển luôn. Kinh cục nó đóng rồi mà ăn muốn bà gì đâu biết là con cống tài niên nó đang làm nó đóng cái chạy trở lại mình tính gì đâu cống kinh nhánh này là nước chảy như thác. Bây giờ tôi hỏi anh ghé đây đi làm gì còn cái bữa mà vớt nó cỡ tiếng hồ là nó trôi rồi tiêu rồi ngặt nó ra còn đưa ra. Nếu mà mùa nam á nó còn vô Tây Bắc rồi nó nằm hút cường đó. Bây giờ mùa Bắc nó thổi tuốt ra ngoài hồ trời. Mùa nam mình cháo tôi chết nè, trôi cho cái gốc nó hút cường lên thấy rồi mình đi vớt. Đây người ta đi biển không người ta biết mà chứ biển mấy chị năm không rồi nè tặng hai thùng nước luôn gì lấy. Cảm ơn nha anh. Cảm ơn khu trong tâm đi thôi ông đồng bạn cứ gom góp tiền cho hai đứa nhỏ đi phải phải không cho hai đứa nhỏ lên vỗ tay đi cho làm sao cho con cháu nó đi. Chủ yếu là hai đứa nhỏ hai đứa nhỏ. Còn chồng bữa nay bỏ qua bên luôn đây không thèm nó tới nó xem á. Biết thì nó cặn nói nữa. Hai đứa nhỏ thôi. Ba đứa ông ơi còn đứa bông tay nữa. Trời ơi trời ơi. Đứa bông tay á. Rồi vậy đây. Trời ơi trời trời mưa á. Trời mưa ngồi ngay đèn xanh đèn đỏ đường ấy nè. Đường xuống vùng cô giang cô bách á. Ngồi trời mưa 500 gram mình ngồi trong lên bách ấy. Nhà xíu gì đó ra ngoài mà mình xin nè ra ngoài đây cũng khỏe mà xin cho nó cũng tự là rồi đó lúc mà cũng mình mà cái đất đang đây mà trời ơi mấy người gì nè rồi mấy đứa đi đi con đứa rồi trời ơi đừng ta đi mà thấy là con nhỏ nhỏ chết nè thấy nhỏ đó tội đó tại vì biết sao nó lanh lẹ mà nó không biết lắm nó có thấy ngày đâu có thấy. Tôi với ông Trâm còn không đỡ không ông câu cá ông chỉ ông nội kêu la tưởng là ông té ông chết không mà đó giờ nó có ở đây đâu. Sáng nào tôi với anh Sáo đồ đồng lớn lớn ngồi nó không bọn mới vừa vô nhà xíu xin cộng đồng mạng á mà nó khiến gì nè tôi nói thiệt với chị á không phải tôi nói giống ông đâu nó khiến tôi phải cứu hai đứa này tôi ở trong nhà tôi nằm ông kia ông mượn cái khoan đưa mới đãi tôi hai ly trà đường chứ đó rồi nghe vô. Nghe ông nào ông ba anh em nó mới xin tiền á người nhỏ cháu nghe rồi, rồi ông nào ông lên ông nói gì tào lao gì trời ơi ông gì gõ vô ông kia tao ơi mày thất nghiệp mày ở không á mày xuống mày khoan cho tao cho mấy trăm ngàn tự nhiên khiến tôi nói thôi tôi làm biến đi ra tôi nhức đầu quá thì đồ mới rồi được bỏ cái điện thoại con bạn chạy xuống nghe rồi nghe tưởng nó ông già đó ông té ông chết chứ đâu phải mà một đục ở đây một đống ở đây đâu mua bà đi xong muốn chút xíu này nó chờ tao chết rồi mình lên mạng mình nói tào lao không mà nó phủ đầu coi sáng vô chợ buôn rồi ngày là 8 ngày nay rồi nay luôn 8 ngày nay đâu phải một ngày nay trời con về con tự luôn bây giờ tôi nói với sức khỏe đứa con chú Minh Tăng bây giờ nói nè
mình góp ý gì ngang bạn tèo không tèo góp ý như vậy đi thôi bây giờ không còn bạn sắp con nghiêng cho hai đứa nhỏ nghiêng rồi mẹ nghiêng cho đứa nhỏ thấy nó tội nghe mấy đứa nhỏ thôi chứ gió nắng nâu ngồi đó nãy tao quay tao cũng thấy vậy rồi nhỏ này vô mánh bây giờ là trước mắt mà bây giờ nếu mà rớt xác nó được tội thì mình đem nó đi kêu của mình đi cho tại vì á em á đi làm á thì thấy hai đứa trai này là nhỏ gái đó là cho dính dịch đúng rồi đó dính dịch đó họ cho tất cả đúng rồi mua bánh rồi cho quải vậy sợ 7 giờ là gặp rồi mình bây giờ là mình kiếm con nhỏ đó cho nó lên nó siêu thoát thôi chứ làm gì giờ mà bữa đó tôi quay lại thì nó cũng chết rồi đặng lại thằng kia đã chết rồi nó cũng chết rồi nó cũng chết rồi kia chết mà sống rồi ta sống thì cứu hai kiếp mà hai giờ rồi lấy nó hai bữa thôi giờ nó tính đêm đó không đó thì giờ đi chút nước ngoài trời nó không ăn đó là cứu nó sống mà tại vì phải ăn đó là cứu nó sống quả quýt không à bây giờ nhỏ tự hả là giờ đâm đầu chạy xuống đó không bị cứu ha tôi đâu có biết tôi trong nhà không mà nhỏ nhỏ mới nãy đây nè đâm đầu xuống sông chạy xuống sông không ạ trong nhà tôi đâu có biết gì tôi nghe là ông nhà tưởng ông mới dính cá chơi tôi còn kêu thôi ông đem con cá chơi về bển đi thì ông làm ông câu xuống đi rồi tôi giữ gì câu cho ông thôi thường thường người ta câu câu cặn thôi bữa nay ông nội nè đâu cũng lại hai bữa nay ông câu viền trời câu viền hả ông câu viền mà ông câu câu cá lóc mà dính cá chơi thử cá lóc mà dính cá chơi á tôi mới kêu ổng thôi ông đem về bển ông nhậu đi hôm qua không có dính thì bữa nay ông về bển ông nhậu đi rồi tôi giữ viền câu cho ông thôi tại là uống cái đó rồi ông chạy về bên đây nghe ổng la rồi ra biển cả thứ mấy ngày trời khổ tám chín ngày hỏi anh nè hồi đó giờ ông đâu có lại đây ông câu đâu ông đâu lại đây ông câu đâu khiến sao á đó giờ ông có lại đây mà nó lại đây ta câu cạn không à ông câu viền ông câu lử cá lóc mấy câu mà dính cá chơi cá chơi ha ông dính rồi ông đem về bển tôi kêu thôi ông điền rượu phải có chai rượu trời ơi thì dính rồi ông về bển đi đi rồi chút xíu rồi tôi qua đây tôi giữ viền câu cho ông quay qua rồi ổng qua tôi lên nhà đó tôi nghe ông tưởng ông té ông chết rồi phải ba đứa nhỏ này rồi đó giờ nó đâu có lại đây rồi đó giờ nó không có ở đây không ai biết nó ở đây đâu cứu nó lên sống luôn rồi hỏi nhà mẹ đâu nó không biết ngày qua là tính kết thúc không được kết thúc bữa thứ năm kìa mà nó lai hoài thì người ta phải ì cộng đồng mạng cả trăm người là 70 người đó câu chuyện này là xôn xao với giá chứ nó ra hồi hôm nó lai hoài thằng tí nó đây cũng tức nó nhậu xuống đầu bánh nó luôn đó rồi nó tôi kêu nó đi về để lu bu để cho nhỏ nó nổi đi tội nghiệp nó đừng cứ kiếm chuyện hoài sao mà nó nổi đúng rồi mà tính ra trên cộng đồng mạng chửi 22 năm chửi con nhỏ này biết nhiêu luôn nó nhỏ mẹ ác độc búa xua chứ tính ra là chửi thì cũng đúng mà bây giờ thằng này nó bỏ rồi ông mẹ buộc con nhỏ này phải đi kiếm tiền nuôi con như cái dạng mà nói mà tôi đó với anh á nói cái gì mình nói cho nó đúng cái lúc đầu á là kêu ông cộng đồng mạng ở Bình Dương lại là vô bệnh viện chở nó về đây đặng cho nó 5 triệu mà để tôi nói nè tôi một cái thằng là đụng từ đầu tới đuôi đây nè là tôi nói với chị này nè đi ra bệnh viện chở nó nè chở nè nhưng mà cái ông cộng đồng mạng làm sao mà thằng chồng nó điện nó chạy xuống nó chưa đốt ba cây nhang nó chữ rồi vợ sớm này là tức người ta nó nóng đó là nó vậy thôi giờ bỏ hết chuyện của nó đi ông nó chửi tà le hết trơn nó chưa đốt nhang cho con nó đặng cho con nó nổi lên đó nó chửi tà le hết trơn nó bỏ lên xe ông ẩm nhỏ chạy đi đó là ta đang like cho nó là đang quay nên ta cho tiền đó mà tôi nãy tính chín con nè năn nỉ nó mà cho nó 4-5 triệu mà chửi là chửi kêu bà chị là chở nó trong xuống nhà thương chở nó bảo hành đó trên cộng đồng mạng chửi vậy đó thì lỡ gì chuyện đó là mình không có nói nhưng mình nói đây là bữa đó là trực tiếp là như vậy là kêu nó xuống cho tiền nó thôi ngoài ra là không có gì hết tại vì hai nhỏ nằm nhà thương mà nói chuyện gia đình sao sao chứ nói luôn chứ